Đến ngay Trung tâm Hoa văn Thế giới để nghe tốt, nói chuẩn, sở hữu chứng chỉ HSK. Học tiếng Trung qua câu chuyện thành ngữ, quen tay hay Việt. 成语故事，熟能生巧。 从前有个叫陈康肃，好窑资的人，剑术精良，举世无双。从前有个叫陈康肃，好窑资的人，剑术精良，举世无双。从前有个叫陈康肃，好窑资的人，剑术精良，举世无双。 Ngày xưa có một người tên là Trần Khang Túc, hiệu là Nghiêu Tư, bắn cung rất giỏi, có 102. 他因此心里非常的骄傲，常常夸耀自己的本领。 他因此心里非常的骄傲，常常夸耀自己的本领。 Vì vậy, anh ta cực kỳ kiêu ngạo, thường khoe khoang tài nghệ của mình. Ha ha ha, 我的剑术没人比得上，你们有谁愿意跟我比比看呀？ Ha ha ha, 我的剑术没人比得上。 你们有谁愿意跟我比比看呀？ Ha ha ha, 我的剑术没人比得上。你们有谁愿意跟我比比看呀？ Ha ha, tài bắn cung của ta không ai sánh bằng. Trong số các ngươi có ai dám so tài với ta không? Sư phụ, Nín 实在是太高明了。 我们怎么比得上您呢? 师父, 您实在是太高明了。我们怎么比得上您呢? 师父, 您实在是太高明了。我们怎么比得上您呢? Sư phụ, người thực sự quá tài giỏi rồi. Chúng con sao có thể sánh với người? 是啊，我们还要多跟您学习学习呢。师父，你再表演一下，让我们开开眼界嘛。是啊，我们还要多跟您学习学习呢。师父，你再表演一下，让我们开开眼界嘛。是啊，我们还要多跟您学习学习呢。 Đúng vậy, chúng con vẫn còn phải học hỏi rất nhiều ở người. Sư phụ, người hãy biểu diễn lần nữa cho chúng con xem để mở rộng tầm mắt đi. Những người học từ陈尧咨那儿学的剑术的年轻人，每天都说些恭维他的话，让他开心。这些想从 陈尧咨那儿学的剑术的年轻人，每天都说些恭维他的话，让他开心。这些想从陈尧咨那儿学的剑术的年轻人，每天都说些恭维他的话，让他开心。 Những thanh niên này muốn học thuật bắn cung của Trần Nghiêu Tư, mỗi ngày đều nói những lời nịnh hót để ông ta vui lòng. Có một ngày, Trần Yáo Tư đại trợ thủ đi tại viện tử lý luyện tập sơ kiếm. Có một người mày dầu đại lão ông chính hảo trôi qua, bèn dừng lại xem. Có một ngày, Trần Yáo Tư đại trợ thủ đi tại viện tử lý luyện tập sơ kiếm. 有一个
卖油的老翁正好走过，便停下来看。有一天，陈瑶姿带着徒弟在院子里练习射箭，有一个卖油的老翁正好走过，便停下来看。Một hôm, Trần Nghiêu Tư cùng đệ tử luyện tập bắn cung trong sân. Vừa đúng lúc có ông lão bán dầu đi qua, bèn dừng lại xem. Trần Yao Zi 举起了弓，搭上箭，一连发出十支箭，每支箭都正中红心。陈瑶姿举起了弓，搭上箭，一连发出十支箭，每支箭都正中红心。陈瑶姿举起了弓，搭上箭，一连发出十支箭，每支箭都正中红心。Trần Nghiêu Tư dương cung, lắp tên, liên tiếp bắn ra 10 mũi tên, mũi nào cũng bắn trúng hồng tâm. 徒弟们在旁边拍手叫好，陈瑶姿也很神气地对老翁说，徒弟们在旁边拍手叫好，陈瑶姿也很神气地对老翁说，徒弟们在旁边拍手叫好，陈瑶姿也很神气地对老翁说。Các đệ tử đứng bên cạnh vỗ tay khen hay. Trần Nghiêu Tư cũng tỏ vẻ đắc ý nói với ông lão. 你看怎么样？那个老翁只是微微点头，并不叫好。你看怎么样？那个老翁只是微微点头，并不叫好。你看怎么样？那个老翁只是微微点头，并不叫好。Ông thấy thế nào? Ông lão đó chỉ khẽ gật đầu nhưng không khen hay. 陈瑶姿心里很不舒服，不客气地问他：喂，你这个老头也会射箭吗？不会。陈瑶姿心里很不舒服，不客气地问他：喂，你这个老头也会射箭吗？不会。陈瑶姿心里很不舒服，不客气地问他：喂，你这个老头也会射箭吗？不会。Trong lòng Trần Nghiêu Tư rất khó chịu, hỏi một cách không lễ độ. Này, lão già như ông cũng biết bắn cung sao? Không biết. 那么是我的箭射得不好吗？那么是我的箭射得不好吗？那么是我的箭射得不好吗？ Thế tôi bắn cung không giỏi à?好是好，不过这只是一平常的技术罢了，并没有什么了不起。好是好，不过这只是一平常的技术罢了，并没有什么了不起。好是好，不过这只是一平常的技术罢了，并没有什么了不起。Giỏi thì giỏi, nhưng mà đây chẳng qua là những kỹ thuật tầm thường mà thôi, chẳng có gì là ghê gớm cả. Lão thấu, 你说的是什么话?竟然这样回辱我们的师父。Lão thấu, 你说的是什么话?竟然这样回辱我们的师父。老头，你说的是什么话？竟然这样回辱我们的师父。Ông già, ông vừa nói cái gì?
Sao ông lại dám sỉ nhục sư phụ của chúng tôi như vậy? 你知不知道我们师父的剑术没人能比得上？你简直太看不起人了！你知不知道我们师父的剑术没人能比得上？你简直太看不起人了！你知不知道我们师父的剑术没人能比得上？ Nghĩ diện chứ thay khan bù chỉ rỉnh lờ. Ông có biết thuật bắn cung của sư phụ chúng tôi không ai sánh bằng không? Ông đúng là coi thường người khác quá rồi đấy. Nhiễn chinh rỉnh, nì xiên bế sân chi. Wo shuo de shi zhen hua. Nì de jian shu de chue ping chang de hen. Mei shi me zhi de kua zan de. Nhiễn chinh rỉnh, nì xiên bế sân chi. 我说的是真话，你的剑术的确平常得很，没什么值得夸赞的。年轻人，你先别生气，我说的是真话，你的剑术的确平常得很，没什么值得夸赞的。 Này cậu thanh niên, cậu khoan hãy nổi giận. Lời tôi nói đều là thật. Thuật bắn cung của cậu quả thật rất tầm thường, chẳng có gì đáng để khen ngợi. Lão thổ, tin nì zhēmē shuō hǎo xiàng hěn nèi hǎng, nà nǐ jiù lù liǎng shǒu gěi wǒ men qiǎo qiǎo. Lão thổ, tin nì zhēmē shuō hǎo xiàng hěn nèi hǎng, nà nǐ jiù lù liǎng shǒu gěi wǒ men qiǎo qiǎo. Lão thổ, tin nì zhēmē shuō hǎo xiàng hěn nèi hǎng, nà nǐ jiù lù liǎng shǒu gěi wǒ men qiǎo qiǎo. Ông lão, nghe ông nói như vậy dường như là người trong nghề. Vậy ông hãy bắn cung cho chúng tôi nhìn thử xem. Bù phú chi chú bì hoa bì hoa. Quang sô bù liên ní yếu cái sở mơ yông. Bù phú chi chú bì hoa bì hoa. Quang sô bù liên ní yếu cái sở mơ yông. Bù phú chi chú bì hoa bì hoa. Quang sô bù liên ní yếu cái sở mơ yông. Đã không phục rồi mà còn làm ra vẻ. Chỉ biết nói mà không tập luyện như ông thì có tác dụng gì chứ? Xào xông tì, chứ sơ chên tờ bẩn liền của khờ mẻ yếu. Bù cô, rao wà tao yếu kể nì mên khan khan. Xào xông tì, chứ sơ chên tờ bẩn liền của khờ mẻ yếu. Bù cô, rao wà tao yếu kể nì mên khan khan. 小兄弟, 这射箭的本领我可没有, 不过, 让我倒油给你们看看。 Tiểu huynh đệ, tài bắn cung thì tôi không có, nhưng để tôi đông dầu cho các cậu xem nhé. 倒油? 这还用得着你这个老头来表演吗? 倒油谁不会? 别开玩笑呀。 倒油, 这 还用得着你这个老头来表演吗? 道友谁不会? 别开玩笑啊! 道友, 这还用得着你这个老头来表演吗? 道友谁不会? 别开玩笑啊! Đông dầu, việc này cũng cần phải ông lão như ông biểu diễn sao? Đông dầu thì ai mà chẳng làm được? Đừng có đùa! 你们还是看了再说吧。你们还是看了再说吧。你们还是看了再说吧。 Các cậu xem đi rồi hãy nói nhé. Lão Quân 说完, 就拿了一个葫芦放在地上, 又在葫芦口上面放了一枚有孔的铜钱。 Lão Quân 说完, 就拿了一个葫芦
放在地上，又在葫芦口上面放了一枚有孔的铜钱。老翁说完，就拿了一个葫芦放在地上，又在葫芦口上面放了一枚有孔的铜钱。Ông lão nói xong, liền cầm hồ lô đặt xuống đất, rồi đặt đồng tiền có lỗ lên trên miệng hồ lô. 然后咬了一标油，眼睛看准了，油标轻轻一歪，那些油就像一条细细的黄线，笔直的从钱孔流入葫芦里。然后咬了一标油，眼睛看准了，油标轻轻一歪，那些油就像一条细细的黄线，笔直的从钱孔流入葫芦里。然后咬了一标油，眼睛看准了，油标轻轻一歪，那些油就像一条细细的黄线，笔直的从钱孔流入葫芦里。 Sau đó múc một vá dầu, nhắm chuẩn rồi vá dầu từ từ nghiêng qua. Số dầu đó giống như sợi chỉ vàng mảnh, thẳng tắp, đổ vào hồ lô qua lỗ đồng tiền. 倒完之后, 油一点也没沾到铜钱。 倒完之后, 油一点也没沾到铜钱。倒完之后，油一点也没沾到铜钱。Sau khi đổ xong, đồng tiền không hề bị dính một tí dầu nào. 老翁很谦虚地向陈瑶姿说：“这也是一种平常的技术罢了，也就是熟能生巧的道理呀。”老翁很谦虚地向陈瑶姿说，这也是一种平常的技术罢了，也就是熟能生巧的道理啊。老翁很谦虚地向陈瑶姿说，这也是一种平常的技术罢了，也就是熟能生巧的道理呀。Ông lão khiêm tốn nói với Trần Nghiêu Tư, đây cũng chỉ là một kỹ thuật tầm thường mà thôi, và cũng chính là đạo lý quen tay hay việc đấy. 陈瑶姿听了十分惭愧，从此更加努力地练习射箭，再也不夸耀自己的箭术。陈瑶姿听了十分惭愧，从此更加努力地练习射箭，再也不夸耀自己的箭术。陈瑶姿听了十分惭愧，从此更加努力地练习射箭，再也不夸耀自己的箭术。Trần Nghiêu Tư nghe xong vô cùng hổ thẹn, từ đấy nỗ lực rèn luyện bắn cung, không bao giờ khoe khoang tài nghệ bắn cung của mình nữa. 后来他的人品和箭术一样好。后来他的人品和箭术一样好。后来他的人品和箭术一样好。Sau này, nhân phẩm và tài bắn cung của ông đều rất tốt.熟能生巧这句成语说明，不管做什么事情，只要勤学苦练，掌握规律，就能找出许多窍门，干起来得心应手。熟能生巧这句成语说明，不管做什么事情，只要勤学苦练，掌握规律，就能找出许多窍门，干起来
得心应手。熟能生巧这句成语说明，不管做什么事情，只要勤学苦练，掌握规律，就能找出许多窍门，干起来得心应手。câu thành ngữ "sú nấng sân chảo" có nghĩa là bất kể bạn làm việc gì, chỉ cần bạn chăm chỉ luyện tập và nắm vững các quy luật của nó, thì bạn có thể tìm ra rất nhiều bí quyết và thực hiện nó một cách dễ dàng. Sân chữ, từ mới. Trần Khang Su, Trần Khang Su, Trần Khang Túc. Giáo Tư, Giáo Tư, Nghiêu Tư. Kiến Sư, Kiến Sư, Kỹ Thuật Bắn Cung. Chính Liang, Chính Liang, Tốt, Giỏi. Giao Ao, Giao Ao, Kiêu Ngạo. Khoa Yào, Khoa Yào, Khoe Khoang. Bản Lĩnh, Bản Lĩnh, Bản Lĩnh. Cung Vị, Cung Vị, Từng Bóc, Nịnh Hót. Thủ Tị, Thủ Tị, Đồ Đệ. Lào Quân, Lào Quân, Ông Lão. Cung, Cung, Cây Cung. Ta, Ta, Lấy. Chèn, Chèn, Mũi Tên. Wei Wei, Wei Wei, Mảnh, Nhỏ. Kỹ Sư, Kỹ Sư, Kỹ Thuật. Huỷ Rũ, Huỷ Rũ, Sỉ Nhục. Khoa Giàn, Khoa Giàn, Khen Ngợi. Nầy Hẳng, Nầy Hẳng, Trong Nghề, Thành Thạo. Bỉ Họa, Bỉ Họa, Bỉ Họa, Bỉ Họa, Ra Vẽ. Đạo Dầu, Đạo Dầu, Đông Dầu. Hồ Lô, Hồ Lô, Hồ Lô. Khổng, Khổng, Cái Lỗ. Thống Chiến, Thống Chiến, Đồng Tiền. Dạo, Dạo, Múc. Dấu Biao, Dấu Biao, Vá Dầu. Quai, Quai, Nghiêng. Tràn, Tràn, Thấm, ướt, dính. Chen Xu, Chen Xu,
khiêm tốn. 惭愧，好疼。勤学，斟合。苦练，苦练。掌握，nắm vững, hiểu rõ. Quy luật, quy luật. Chào mến, bí quyết. Tớ xin yên sầu, muốn gì được nấy. Sú能生巧, 从前有个叫陈康素、号尧咨的人，剑术精良，举世无双。他因此心里非常的骄傲，常常夸耀自己的本领。哈哈，我的剑术没人比得上，你们有谁愿意跟我比比看呀？师父，您实在是太高明了，我们怎么比得上您呢？是啊，我们还要多跟您学习呢。师父，你再表演一下，让我们开开眼界嘛。这些想从陈尧咨那儿学得剑术的年轻人，每天都说些恭维他的话，让他开心。有一天，陈尧咨带着徒弟在院子里练习射箭，有一个卖油的老翁正好走过，便停下来看。陈尧咨举起了弓，搭上箭，一连发出十支箭，每支箭都正中红心。徒弟们在旁边拍手叫好，陈尧咨也很神气地对老翁说：你看怎么样？那个老翁只是微微点头，并不叫好。陈尧咨心里很不舒服，不客气地问他：喂，你这个老头也会射箭吗？不会。那么是我的箭射得不好吗？好是好，不过这只是一平常的技术罢了，并没有什么了不起。老头，你说的是什么话？竟然这样回辱我们的师父？你知不知道我们师父的箭术没人能比得上？你简直太看不起人了。年轻人，你先别生气，我说的是真话。你的剑术的确平常得很，没什么值得夸赞的。老头，听你这么说好像很内行，那你就露两手给我们瞧瞧。不服气就比划，光说不练你有个什么用？小兄弟，这射箭的本领我可没有，不过让我倒油给你们看看。倒油？这还用得着你这个老头来表演吗？倒油谁不会？别开玩笑啊。你们还是看了再说吧。老翁说完，就拿了一个葫芦放在地上，又在葫芦口上面放了一枚有孔的铜钱，然后舀了一镖油，眼睛看准了，油镖轻轻一歪，那些油就像一条细细的黄线，笔直的从钱孔流入葫芦里。倒完之后，油一点也没沾到铜钱。老翁很谦虚地向陈尧咨说：这也是一种平常的技术罢了，也就是熟能生巧的道理呀。陈尧咨听了十分惭愧，从此更加努力地练习射箭，再也不夸耀自己的箭术。后来他的人品和箭术一样好。熟能生巧这句成语
说明不管做什么事情，只要勤学苦练，掌握规律，就能找出许多窍门，干起来得心应手。